chào mừng các bạn đến với chuyến qua công viên làng hoa. Thì hôm nay nhân dịp nhóm mình đi chơi Đà Lạt á, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một phương pháp tập thứ hai nha. Quay lại cái đó được không em? Mình sẽ giới thiệu cho các bạn các kiểu hít đất. Tại như mình nói đó, hít đất nó sẽ có hai trường phái ha. Một trường phái là đi về dạng như là thiên về sức mạnh nhiều hơn, nên là mình sẽ thiên về hít đất một tay. Và dạng thứ hai là dạng hít đất và explosive là chúng tôi có những cái kiểu về vỗ tay ha. Ok, phương pháp tập này rất đơn giản các bạn. Muốn áp dụng cái phương pháp đó là sao? Các bạn làm cái hít đất đó từ 8 tới 10 cái trong vòng 3 tới 5 hiệp. Sau đó nếu các bạn đã thấy khỏe hơn rồi trong vòng 1 tuần hoặc là 3-4 ngày sau khi tập á, thì các bạn lên những bài tiếp theo. Thì những bài đất mình làm là bài từ dễ đến khó nha. Okay. Không phải tự nhiên mà nhím có thể hít đất được một tay ha. Không phải tự nhiên mà bạn xuống các cái làm được liền như vậy, mà trải qua một quá trình rất là dài, rất là lâu một luyện tập và phải thật sự luyện tập hết sức mình. Nên các bạn đừng có buồn, đừng có nản khi mà mình chưa thể làm được như bạn ấy. Tại vì mỗi người có một xuất phát điểm khác nhau. Nên bây giờ bạn, cái điều đầu tiên bạn chỉ cần biết là bạn cứ luyện tập đi. Bạn cứ lao đầu vào luyện tập. Ok. Và cái điều thứ hai nữa mình muốn nói là các bạn đừng có thấy cái
cái số lượng mình đưa ra, cái 100 cái trong mỗi cái đất á nó là lớn, thực sự nó không có nhiều các bạn. Mỗi như 100 cái thì không có nhiều đâu. Các bạn cứ gói luyện tập, tại vì các bạn muốn tiến bộ thật nhanh, muốn tiến bộ vượt bậc mà các bạn không có chịu tập một cách hết sức thì chẳng những các bạn tiến bộ được hết. Thế nên các bạn hãy cố gắng luyện tập 100 cái đất một ngày, chỉ cần 3 ngày luyện tập thôi, bạn có thể làm được cái kiểu hít đất tiếp theo đó. Và sau khi các bạn có thể hít đất được, mình không yêu cầu các bạn hít đất được một tay, mình chỉ có thể yêu cầu các bạn là hít đất được đồng vai hoặc là hít đất diamond thôi. Chỉ như vậy thôi là bạn đã sẵn sàng cho một cái clip tiếp theo của mình sắp đưa ra, đó là clip mà một buổi tập chính của mình sẽ bao gồm những bài tập gì. Thì cái clip sắp tới của mình sẽ là clip một buổi tập chính gồm các kiểu hít đất căn bản nhất. Ok, và đây cũng là cái tiền đề để các bạn chuẩn bị cho cái bài ăn hành tiếp theo. Tại vì thật sự cái bài ăn hành tiếp theo nó không quá khó nhưng mà cũng không quá dễ, tại vì các bạn đã hiểu cái style của nhóm mình đúng không. Bài tụi mình đưa ra là không bao giờ là dễ dàng. Ok, vì mình muốn thứ nhất đánh vào ý chí của các bạn phải có đủ ý chí mới được qua được bài đó. Và hy vọng là cái clip này sẽ làm bạn thật sự tiến bộ. Chúc các bạn luôn giữ được cảm hứng và hãy thật sự được luyện tập. Và quan trọng nhất là hãy mau tiến bộ và truyền cảm hứng được cho người khác. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Hẹn gặp lại các bạn.